Mới đây, những hình ảnh chụp lại cảnh cho con nhỏ uống sữa trên tàu đã gây chú ý mạng xã hội. Sự việc đơn giản bỗng gây xôn xao vì vẻ bề ngoài quá đỗi gợi cảm, nóng bỏng của người mẹ trẻ. Cô mặc một chiếc áo đỏ hở cổ và dòng một lấp ló. Người mẹ này thoải mái vươn sang ghế bên cạnh để chăm sóc cho đứa bé đang bú sữa bình mà không quan tâm đến chuyện có những ánh nhìn đang đổ về phía mình. Nhìn những hình ảnh này, dân mạng được một phen xôn xao và đưa ra nhiều bình luận trái chiều. Được biết, câu chuyện diễn ra ở Đài Loan. Người mẹ trẻ cho con ăn sữa bột trên tàu gây chú ý. Nhiều người cho rằng bà mẹ này quá táo bạo và có cách ăn mặc mát mẻ quá khi đi tàu. Số khác lại ngưỡng mộ dốc dáng của cô khi vừa sinh con mà đã gọn gàng và thoải mái mặc đồ sexy được như thế. Nhìn dốc dáng người ta mà khen tị làm sao. Nhiều người sinh xong gặp vấn đề với cân nặng lắm luôn nhưng bà mẹ này thì quá đẹp rồi, tôi con gái nhìn còn mê, một dân mạng viết. Nhưng dù sao còn con nhỏ mà ăn mặc như thế thì cũng hơi ngượng đấy chứ. Việc ăn mặc quá mức mát mẻ như vậy ít nhiều cũng gây chú ý quá mức, dân mạng khác bình luận. Rất nhanh chóng, dân mạng đã kiếm ra trang cá nhân của người mẹ trẻ. Trên trang cá nhân, người mẹ trẻ này cũng khoe triệt để thân hình chuẩn nóng bỏng của mình. Người mẹ trẻ rất thích tập gym và sở hữu phong cách gợi cảm.